Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay Lan Hoàng hậu con của mình đã về. Lan Hoàng hậu con của mình về có hai màu, đó là màu xanh và màu đốm nâu. Màu xanh thì cái củ nó nhỏ hơn màu đốm nâu một chút. Đây, ví dụ đây là màu xanh, củ nó rất là nhỏ. Và đây là màu đốm nâu. Màu xanh thì lúc nào củ cũng nhỏ hơn màu đốm nâu, màu đốm nâu củ to hơn. Và sai cây hoàng hậu này thì nó cao tầm khoảng là cao nhất là khoảng 20 cm. Nó cao từ khoảng 20, 25 rồi đến 30 cm. Giá thành là 35.000 một bụi. Một bụi như thế này.